cầm mic đi. Thiên, em thay mặt gia đình em cảm ơn các cô chú bác, các nhà hảo tâm đã có tấm lòng để mang quà và ít tiền cho cháu. Cháu rất cảm ơn. Cháu cảm ơn các bác, các cô chú và các nhà hảo tâm rất nhiều. Vâng. Cháu cảm ơn các bác và các anh chị và các ông bà đã giúp đỡ hoàn cảnh của con. Con cảm ơn các chú, các cô và các bác. Cháu rất là cảm ơn. Hy vọng là khán giả cũng như là nhà hảo tâm kênh của Duy Liễu cũng sẽ hỗ trợ được một phần nào cho gia đình của em Quân với Ly. Trong thời gian tới sẽ có cơ hội được sửa sang nhà cửa hoặc là có thể xây mới. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay thì cháu Hiệp tiếp tục là có mặt ở đây. Như mọi người nhìn thấy rồi, cháu Hiệp vào đây để trao một chút tiền để cho gia đình em Quân sinh hoạt theo như mong muốn của các cô chú anh chị nhà hảo tâm. Cũng có vài quý khán giả gửi tiền với một cái mục đích chung, mong muốn chung, đó là trao tiền mặt trực tiếp cho em nó để em nó có thể trang trải mua thịt thà hay là mua sữa hay mua bất cứ thứ gì để cho gia đình sinh hoạt. Tuy nhiên thì tổng hợp tất cả những cái nhà hảo tâm đó thì cháu Hiệp sẽ trích một cái nguồn ra thôi. Còn những nguồn còn lại thì mình sẽ gom vào để một cái mục đích lớn hơn. Hôm nay thì cháu Hiệp đang đứng đây rồi, nhà của Quân đây rồi, Ly đây rồi. Đang mong muốn là bàn bạc với gia đình để xem là cái kế hoạch sắp tới gia đình có ý định sửa sang nhà cửa hay gì không. Thì mời mọi người theo chân anh em mình vào trong gia đình nhé, để xem như thế nào. Đấy, hôm nay tiếp tục đồng hành với Liễu, cái kênh Duy Liễu TV. Đấy. Lần đầu tiên thì cho cháu Liễu xin gửi lời chào tới quý cô bác anh chị trên cả hai kênh Tam Giác Mạch và Duy Liễu ạ. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn đồng hành cùng anh em ạ. Giờ xin mời quý cô bác anh chị cùng vào nhà. Đừng có cắn nhá. Đấy, lang thang lắm em ơi. À, đây, các bạn nhỏ đây rồi. Chào anh ạ. Hello. Hôm nay anh đến anh trao tiền đấy. Đó, bây giờ anh người uống nước anh. Bây giờ có cần tiền để làm giải quyết vấn đề gì không em? Có. Có hả? Tình hình chồng bây giờ thế nào rồi? Đỡ một tí. Một tí là như thế nào? Là đã đi vệ sinh được, tự đi vệ sinh được chưa? Tự đi vệ sinh được. Có ra đây ngồi được không hả Ly? Ngồi ghế, ngồi chỗ đấy cho nó cao đi. Gầy quá nhỉ, xuống cấp quá rồi. Ăn yếu à hay là ăn vẫn khỏe? Một bữa được mấy bát? Hai bát hả? Ngày vẫn ba bữa bình thường chứ? Em phải ăn khỏe vào thì nó mới, người nó mới đậm đậm được. Em mà ăn yếu thì bây giờ cơ thể mà yếu nữa thì lại còn vết thương nữa thì rất là khó. Đấy. Đấy. Nào Tuấn đi vào đây, bác bảo nào. Tuấn. À đâu, bạn kia không phải, bạn kia là bạn Hiếu. Vững thôi. Vững. Tuấn đâu? Bạn Yết Tuấn đâu rồi? Tuấn ơi. Ở đây bác bảo nào. Nói lại đi học về. Em mời anh uống nước. Anh xin. Không có chè. Không có chè à? Em ở Ngam La không có chè à? Em không đi lâu rồi. Bao lâu chưa về ngoại rồi? Ôi, năm nay chưa có thời gian để vào. Tức là một năm rồi chưa đi hả? Rồi giờ. Anh ơi uống nước rồi. Tuấn đâu, đi vào đây. Bác hỏi tí nào. Hôm nọ vào có chăn là chắc ngủ ấm hơn rồi nhỉ. Uống đi, đấy. Vợ lấy nước cho. Đi. Đi vào đây Tuấn ơi. Đi vào đây bác bảo. Nào, cắn mặt. Mặc như thế không lạnh à? Hả? Trai. Mặc thế có lạnh không? Hả? Không lạnh hả?
mà cháu không lạnh chứ? Đấy, đi trường là các cô có dạy thế không? Dạy thế hả? Đấy, vào với mẹ đi. À đấy, dai vào với mẹ. À, bác hỏi nhá, thế bình thường đi học là mẹ có cho tiền đi học không? Hả? Không hả? Thế Tuấn có muốn có tiền để đi mua bim bim ăn không? Có hả? À, thế thì bao nhiêu lâu là mẹ mua cho, một tuần mẹ mua cho bim bim mấy lần? Hả? Mẹ không mua. Không mua hả? Mẹ không mua. Tại sao mẹ lại không mua? Không biết. Không biết hả? Bởi vì mẹ không có tiền, đúng không? Đấy. Rất là thương, vì tuổi này đi học thì chắc chắn là bạn bè, là bố mẹ có điều kiện là sẽ mua cho đấy nhỉ. Mình không có thì không biết làm thế nào. Hôm nay thì anh quay trở lại đây thì anh muốn tâm sự với hai vợ chồng một chút. Ly, không biết là em đã có cái dự định là bàn với vợ là làm nhà chưa hay là như thế nào? À, sang năm đi hả? Thế là mẹ với cả hai vợ chồng là có bàn bạc với nhau là sẽ sửa nhà hay là làm nhà không? Có. Có hả? Mẹ bảo là nếu mà sang năm thì sẽ làm nhà. Ừ. Làm là mình sẽ làm ở đâu? Không, chưa biết được. Thế bây giờ mình làm ở đây hả? Hay là trên kia mình có đất không? Trên kia mình cũng có một tí, chắc là mình sẽ làm ở đấy. À, vẫn đủ. Nhưng mà đất ở đây không phải là đất của mình. Đây không phải à? Đây là ở tạm, đây là đất của anh trai. À. Đất của bố cháu. À, là chia cho anh trai hả? Ừ. Rồi các bạn cứ đi chơi nhá, để bác ngồi nói chuyện một tí nhá. Rồi, đấy, rất là ngoan. Tức là bây giờ mình đang ở nhà của bác, đất của bác không? Ừ. Bác đuổi lúc nào là mình đi lúc đấy. Ừ. Nhưng mà chắc chả đuổi đâu nhỉ, anh em không đến nỗi thế đâu. Ừ. À, tại vì sao anh lại hỏi như thế là trước mắt là sau cái những cái video của anh thì anh cũng chia sẻ với em ấy là anh nhận được một cái khoản kinh phí của các bác hỗ trợ cũng khá là lớn đấy, gần 20 triệu rồi. Là anh tâm sự với hai vợ chồng là như thế nhá. Ừ. Thì sang năm là mình sẽ dự kiến là làm nhà hả? Nếu mà bây giờ làm ở gần bác trên kia là có đủ rộng như thế này không? Không. À. Thế hai vợ chồng định tính là làm nhà như thế nào? Nếu mà em không có tiền để làm, em sẽ làm một cái nhà cấp 4 để ở. Xây một cái nhà cấp 4 hả? Là làm bằng gỗ hay là xây, làm bằng đất? Xây. Xây hả? Yeah. Mình dự kiến mình sẽ lấy kinh phí ở đâu làm? Bởi vì sang năm đã có kế hoạch mà. Không có lấy ở đâu. Ừ. Đi vay hoặc là mình sẽ cố gắng trong năm mình để cho ở mẹ ở nhà thì em sẽ đi làm, cho là về thế này nói với mẹ. Ừ. Kể với mẹ xem là mẹ nó như nào. Ừ. Có nghĩa là dự kiến là sang năm hai vợ chồng khỏe rồi hai vợ chồng sẽ đi làm để mà. Thế thì cũng phải cuối năm, giờ này năm sau thì mới có điều kiện nhỉ, để mà cất nhà hay làm. Được. Gì đấy. Ừ. À, cái này con kẹp vào đi, con sờ như thế tí nữa âm thanh nó kêu prop 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 đấy. À, trước mắt là anh trao cho hai vợ chồng là ở đây là có có 5.2 triệu thì phải. 5.2 thì cháu Hiền xin phép được thông tin tới quý khán giả, cô chú anh chị và các nhà hảo tâm một chút. Sau những cái thước phim của cháu Hiệp cho đến thời điểm hiện tại, cháu Hiệp nhận được bao gồm là
gia đình chú Đăng Dương gửi cho mình là 2 triệu nhé. Rồi là có cô An McDonald, cô gửi 5 triệu. Có cô Đỗ Xin Lan, cô gửi 500 nghìn. Và một bà ở Quốc Oai, như trong video trước anh nói đấy, bà có gửi cho mình quần áo và bánh kẹo đấy. Bà Quốc Oai, bà giấu tên, bà gửi là 1 triệu. Và anh Tuấn Lê, Facebook Tuấn Lê có gửi 200 đô. Thời điểm ngày 3 tháng 11 là đổi được 4 triệu 886 nghìn. Có cô Nguyễn Thị Cẩm Kim, Nguyễn Thị Cẩm Kim ở Hà Lan gửi 1 triệu. Rồi là có bà Ngà, tức là Đặng Gia Như đấy, gửi 500 nghìn cộng 2 cái chăn, nhưng mà 2 cái chăn thì cháu Hiệp chưa thấy nhận được. Tiếp theo là cô Nancy Vũ, cô gửi 5 triệu 130 nghìn đồng. Rồi là Trương Thị Kim Trang gửi 200 nghìn đồng. Đấy, đấy là tổng số tiền. Thì anh cộng qua qua là xem là 2 triệu, 7 triệu này, 8 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15, 14 triệu 8, 15 triệu, được 20 triệu rồi, 20 triệu 130 nghìn đồng rồi. Đấy, thì với cái khoản của cô Nancy Vũ, cô gửi là 5 triệu 130 nghìn đồng. Thì không có tiền lẻ thì anh rút là 5 triệu 2 luôn. 70 nghìn thì coi như là anh biếu các bé để các bé có bim bim, mua bim bim đi học nhá. Thì trong này em đếm giúp anh đi, xem là đủ 5 triệu 2 chưa, em xác nhận giúp anh là đã đủ nhá. Thì cháu Hiệp chia sẻ với mọi người là có anh Tuấn Lê gửi 200 đô, em cứ đếm đi. Là cũng mong muốn là cháu Hiệp trao tiền trực tiếp. Như ở đầu video cháu Hiệp đã nói rồi là do là có một vài nhà hảo tâm muốn trao tiền trực tiếp, tuy nhiên thì trao cho các em thì cũng muốn gom góp lại để làm việc lớn. Do vậy là trao một chút đã, nhưng một khoản như của cô Nancy Vũ là đưa tiền mặt cho các em để các em có thể sinh hoạt trang trải hàng ngày đã trước mắt. Ví dụ có thể là mua một ít bờ lô hay một cái gì đấy về để lập cái chuồng lợn, hoặc là mua thực phẩm, thức ăn về để cải thiện sức khỏe cho bố và các con và cả gia đình đã. Rồi là mua mắm muối mì chính, và có thể hỗ trợ mua 1-2 tấm áo ấm cho các con vào mùa đông này. Thì số tiền của anh Tuấn Lê thì cháu Hiệp tạm thời là vẫn để trong quỹ nhé. Anh Tuấn Lê có xem được thì cũng hết sức là yên tâm đi. Tiền đã vào chỗ cháu Hiệp và cháu Hiệp đã thông tin khách quan minh bạch như thế này rồi. Thì chi lúc nào thì cũng đều có video, và chi những cái gì đều có cái minh chứng cụ thể. Đấy, thì hôm nay cháu Hiệp trao 5 triệu 130 nghìn đồng của cô Nancy Vũ tới hai vợ chồng, để hai vợ chồng thứ nhất là có thể trang trải trước mắt, bà mong muốn là như vậy. Đấy. Bây giờ anh hỏi Ly một chút nhé. Bây giờ có cái số tiền như thế này thì mình dự định là sẽ làm gì với cái số tiền này? Qua năm cuối năm em mới dự định em mới làm. Tại vì giờ anh chào đây thì ở nhà sẽ buồn đâu đây. Thôi vợ cho cầm thì cứ cầm đi. Bây giờ em đi lại ít thì em cầm tiền an toàn hơn. Chứ vợ đi lại suốt thì biết đâu rơi thì sao? Cầm đi. Đâu em đi. Thôi thì em cầm đi. Em cầm được. Là như nào? Em lại tâm sự tiếp đi. Em chắc là qua năm. Tức nghĩa là hết năm nay đúng không? Hết năm con mèo này đúng không? Ừ. Năm nay là năm tuổi của vợ, thì là qua năm thì mình mới bắt đầu làm nhà. Qua năm phải chắc phải đến cuối năm nữa, tại vì qua năm thì em phải đi làm. Ừ. Em định hai vợ chồng đi làm một năm, đến cuối năm về. Là sẽ dành dụm để có thêm tiền làm đúng không? Ừ. Nếu giả sử mà năm nay có tiền thì mình có làm được không? Có làm được, nhưng mà chờ em chưa đến tuổi. Chưa khỏe thì em chưa làm được. Ừ. Bây giờ mà làm thì 100% là vợ em sẽ là càng đáng hết và anh em giúp thôi. Chứ còn em thì chỉ có cùng lắm là hộ chào bà con đến giúp mình là cùng rồi đúng không? Vâng. Đấy. Nên về tuổi mà nói thì năm nay là không làm được hả? Vâng. Là năm nay là tuổi của em
không làm được. Ừ. Năm nay em đang có 25. Gần như là 5 tuổi thì người ta sẽ không làm việc gì đâu. Nếu mà tuổi của người giao ấy thì là 25. Kiểu là đến 27 tuổi thì mới được làm được. Ừ. Qua năm nay, năm sau nữa. Thì đến cuối năm sau, năm kia nó mới làm được. Bởi vì có 27 tuổi mới làm được tốt. Khi đến đấy nó sẽ tốt hơn. Cái kế hoạch của hai vợ chồng sẽ là ra riêng này, tức là ăn Tết xong em Ly khỏe thì hai vợ chồng sẽ gọi là bán xứ đi để mà kiếm tiền dành dụm. Sau đó là mong là cuối năm sẽ bắt đầu là cất một căn nhà. Như hai vợ chồng nói đấy là mong muốn cất một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ. Đấy, thì bây giờ anh đã trao 5.113.000, còn số còn lại thì là anh vẫn cầm nhá. Anh cầm thì bọn em cứ yên tâm đi, bọn em đều biết anh rồi, công việc của anh làm thì cứ yên tâm là 1.000 gửi chỗ anh thì cũng vẫn còn 1.000 thôi chứ cũng không bay đi đâu cả. Đúng ra là anh sẽ trao hết cho bọn em, tuy nhiên thì anh nói thế này này, là anh cũng muốn là cái góc độ quản lý tài chính thì chắc chắn là anh sẽ hơn bọn em rồi. Cho thì đương nhiên anh cũng rất là tin bọn em là cũng không có tiêu xài linh tinh hay là rượu chè hay là ăn chơi gì đâu, nhưng mà đôi khi là cái không gian của mình như thế này, với hai là bây giờ cuộc sống mình đang như thế này, tự nhiên có một cái số tiền lớn thì đôi khi cũng sẽ gặp khó khăn cho gia đình mình, đúng không? Chẳng biết thế nào, bây giờ tự nhiên chồng đang ở nhà nó bảo là chúng mày được giúp nhiều thế, tao vào tao cướp hết thì làm thế nào. Thứ hai là anh cũng đang song song là anh đang tiếp tục kêu gọi kinh phí là các bác nào gửi thì anh sẽ nhận để giúp đỡ vợ chồng em cái giai đoạn khó khăn này thôi. Chứ còn so với nhiều hoàn cảnh thì chắc chắn là bọn em còn hơn nhiều. Bởi vì là mình trước mắt là mình gặp một cái tai nạn không mong muốn thì mình mới xảy ra cái cơ sự như thế này. Thứ hai là bây giờ hai vợ chồng và gia đình đang ở nhờ cái đất của bác thôi, là cái lều là bố mẹ chia cho, là nếu như mà không có cái lều này thì thực tế là hai vợ chồng bây giờ còn không có nhà ở cơ. Cả mẹ nữa là không có nhà ở. Đấy, thì hết sức là khó khăn. Còn những cái khoản nợ liên quan đến chạy chữa bệnh thì cũng khá là lớn. Bên cạnh cái sự giúp đỡ của cái chủ thầu người ta chữa thì các em cũng có phải vay mượn để mà chạy xe cho xe về này, rồi là bây giờ vẫn còn đang phải chạy chữa nhiều cái nữa. Thì chính xác là bây giờ vợ chồng mình còn nợ bao nhiêu nữa? Em chả biết được, tại vì mình chưa được làm nhà qua. Thiếu bao nhiêu. Bây giờ em thử tổng là hai vợ chồng bây giờ nợ khoảng bao nhiêu hả em? Em cũng không biết. Không nhớ chưa, hả? Chưa làm nhà cũng không biết. Không, ý là bây giờ mình nợ ai không ấy? Không, bây giờ không nợ ai. Chỉ có một chút là quá trình chữa bệnh này thôi đúng không? Vâng. Không đáng kể lắm. Đấy. Tại vì sao anh lại lên đây để hỏi cái kế hoạch làm nhà của hai vợ chồng? Thì cũng chia sẻ với quý khán giả có một cái tin rất là vui, là có một bác, có một chú, tạm thời thì anh em mình giấu tên, thì chú cũng chia sẻ là như vậy, là khi nào mà có kế hoạch làm đàng hoàng thì chú sẽ lên, lúc đấy thì chú sẽ lộ diện ở trên video, xuất hiện ở trên video, và chú sẽ hứa là chú sẽ hỗ trợ kinh phí kết hợp với cái số tiền mà anh đang có thể là lên đến khoảng 50-60 triệu. Thì một cái căn nhà cấp 4 thì khu vực mình thì cũng thuận đường nữa, thì anh nghĩ là 50-60 triệu thì cũng sẽ làm được một căn rộng bằng cái này với cái bếp cấp 4 thôi, đúng không? Đấy là anh chia sẻ như thế, bởi vì có bác đấy, cái bác ấy muốn hỗ trợ cho hai vợ chồng là như thế, thế nên anh phải lên đây lên một cái video, và thứ nhất là anh trao tiền là để các em tự trang trải cái thời gian này đã, thứ hai là muốn thông tin cái tin vui đấy đến với em, với vợ em, để làm sao em có cái động lực để mình chữa bệnh đã, mình dưỡng bệnh cho khỏi hẳn đấy nhá. Là khi mà anh trao đổi cái kế hoạch làm nhà như thế này rồi thì gia đình chú và bác ấy có xem được thì bác ấy sẽ trao đổi lại với anh là có quyết định là giúp luôn hay trực tiếp hay không, hay là sẽ đợi đến cái thời điểm mà các em làm nhà chú ấy giúp thì anh sẽ bàn lại với chú là như vậy. Nhưng mà chú đấy chắc chắn sẽ giúp, bởi vì chú đã đồng hành với anh nhiều rồi, chứ không phải là chú nói phét hay là chú nói không để mà vui đâu nhá. Em cứ yên tâm là
tất cả các ông, các bà, các cô chú ở trên kênh của anh ấy là những ông bà, cô chú, thứ nhất là người ta có tri thức, thứ hai là các ông, các bà là có điều kiện và có cái tấm lòng. Do vậy là khi các ông, các bà đã đề nghị là mong muốn là phát tâm giúp đỡ cho mình, thì mình cũng thứ nhất là mình phải trân trọng cái món quà và mình vui vẻ nhận nó, không xấu hổ đâu nhé. Các em đừng có nghĩ là quần áo cũ hay là giày dép cũ hay là cái gì là xấu hổ. Không, đấy là nếu mà có quà là em vui rồi. Bởi vì rét, mùa rét thế này không có áo để cho con mặc đâu. Thế là cô chú và các bác cho là vui rồi. Mình cứ hiểu thế này này, các em không được học cao thì có lẽ là các em không hiểu là cái tinh thần lá đành lùm lá rách là như thế nào. Mình đã là người Việt Nam, là người một nước, đều là các dân tộc cùng nhau sinh sống ấy, thì người ta khó khăn thì mình giúp, mình khó khăn người ta giúp, đấy là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Không phải là người ta giúp mình mục đích gì đâu, người ta có quan hệ huyết thống với mình gì đâu, nhưng mà cũng như anh với bọn em thôi. Anh thứ nhất là anh chả có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì phải giúp các em cả, nhưng mà anh đã có duyên với các em đã tin tưởng và đã nhờ đến anh, thì bản thân anh không giúp được tiền bạc, chắc chắn anh sẽ hỗ trợ hết lực các em về mặt tiếng nói cũng như là những cái sự chia sẻ và truyền thông, để làm sao là hỗ trợ phần nào cho các em được cuộc sống tốt hơn. Thì cái tâm của anh cũng cảm thấy là vui vẻ hơn. Đấy. Thì nếu như giả sử nhá, bây giờ anh hỏi là trong thời gian sắp tới mà các cô, các bác, các ông, các bà hỗ trợ được hai vợ chồng khoảng 50-60 triệu, thì mình có cất nhà hay không, hay là mình vẫn chờ đến tuổi thôi? Cái này em chưa biết được, tại vì hiện tại giờ em còn chưa có một tí kinh phí nào nên là em chưa chắc chắn được. Câu chuyện nó vẫn dừng lại ở cái chuyện là chưa có kinh phí, đúng không? Nếu như có đi, ví dụ nếu có đi, thì là liệu là mình có làm không? Có làm, mình sợ đến lúc đấy là không có thể, không có làm, tại vì bây giờ làm thì em không có một đồng xu nào. Cái đấy là cái băn khoăn của em thôi. Thực tế anh đã hỏi là bởi vì các bác cũng muốn lắng nghe. Đã liên quan đến tuổi, về cái tuổi xây nhà ấy, thì anh nói thế này này. Mình cũng không nên là quá là ví dụ như là 5 tuổi không làm gì cả, như thế là không phải. Ví dụ như anh nhé, nhà anh làm đúng 5 tuổi của anh thật, nhưng mà anh sẽ lấy bố hoặc là mẹ của anh ra để làm, tức là lấy tuổi của bố mẹ để làm. Mình lấy tuổi của một ai đấy không dính đến năm đấy để mà làm, và lên nhà mới thì người đấy sẽ là người lên nhà mới. Và tóm lại là mình sẽ lấy tên tuổi, ngày tháng năm sinh, ngày giờ của người đấy để mà làm cái nhà đấy, đứng tên cái nhà đấy đấy. Vậy ví dụ thế. Chứ mình không lấy, đương nhiên là 5 tuổi thì nó sẽ là một cái hạn theo như cái mình từ trước đến giờ đã như thế rồi, thì mình cũng nên là kiêng kỵ một chút. Nhưng mà mình sẽ lấy một cái, ví dụ lấy tuổi của mẹ chẳng hạn làm, hoặc lấy tuổi của chồng, đúng không? Hoặc là tuổi của con. Đấy, để làm. Thì anh cũng chia sẻ câu chuyện như thế này lên. Thực tế thì cũng phụ thuộc vào duyên hết thôi mọi người ạ. Các nhà hảo tâm, cô chú anh chị, gia đình của bác, của chú ấy đã chắc chắn với cháu Hiệp rằng là mình sẽ lên có một cái kế hoạch cụ thể là nếu làm thì mình sẽ làm ở đâu. Thứ hai là mình sẽ làm như thế nào, kinh phí khoảng bao nhiêu. Bởi vì là bây giờ bọn em không có thì chắc chắn là anh sẽ gợi ý và anh sẽ chia sẻ cái ngưỡng mà mình có thể làm một căn nhà ở tạm. Và sau này hai vợ chồng cố gắng vươn xa, vươn lên, có tiền rồi thì mình thích cứ nới rộng, thích làm đẹp, sơn si chát hay lát gạch thì mình sẽ tiếp tục làm, đúng không? Ví dụ như bây giờ trước mắt là mình thay đổi được cái cơ sở, mình không ở cái phần nhờ bác nữa. Bởi vì là bác thì bác cũng thèm muốn lấy cái lều này để bác ấy làm ruộng rồi là trông vật nuôi chứ, đúng không? Bây giờ tự nhiên gia đình em sang đây ở thì bác lại phụ thuộc là gửi trâu ở đây, thì nhiều lúc xuống đây lúc em phụ thuộc vào bọn em nó cũng khó, đúng không? Đấy, đâm ra là bây giờ hai vợ chồng phải định hình giúp anh là mình xây nhà thì mình sẽ xây ở đâu. Em dự định là em xây ở dưới trường cấp 2, tại vì cái đất ở cái chú vị chơi chứ là đất nhà em. Là mình có đất rồi.
đúng không? Và chắc chắn là sẽ xây ở đấy, ở đấy thì ô tô sẽ lùi đít vào là đến, đúng không? Là mình sẽ vận chuyển tốt rồi. Đấy là giải quyết được cái vấn đề nền đất cũng như là cái vị trí làm là ở ngay bên dưới điểm trường học rồi. Đấy, thứ hai là về cái kiểu làm, cách làm thì bây giờ các em không có kinh phí thì anh cũng nói thế này này, thì các bác giúp được kinh phí đến đâu mình làm đến đấy, đúng không? Giả dụ như bây giờ khoảng 40-50 triệu thì mình sẽ chưa thể chát đẹp được, lát gạch đẹp được, thay sơn đẹp được. Bây giờ mình cứ dựng một cái khung nhà cấp 4 chắc chắn kiên cố đã, cái móng kiên cố đã, lợp mái ngon lành, có cửa đàng hoàng để mình sinh hoạt. Đấy, xong đến khi nào em khỏe, vợ chồng sẽ đi làm về, mình sẽ mua vật liệu về mình tự chát lên. Muốn sạch sẽ mình tự lát, đúng không? Đấy, xong mình muốn xây bếp mình lại tự xây. Đấy là những cái mình phấn đấu, mình cố gắng. Đấy, tại vì sao? Tại vì anh chia sẻ như thế bọn em cũng đừng buồn. Là anh đi thì có rất là nhiều hoàn cảnh, người ta còn không có bố mẹ, thậm chí là không có anh em, họ mồ côi một mình thôi. Người ta còn bi đát hơn, hoặc có những người là người ta bệnh tật, người ta liệt giường luôn cơ, thì người ta còn xứng đáng hơn nhận. Nhưng mà duyên đến các em thì không thể từ chối, và đương nhiên rồi là các em xứng đáng được nhận cái duyên đấy, và lộc đến các em thì các em hưởng. Nên anh cũng không kêu gọi quá là nhiều, mà ở trong cái ngưỡng để có thể giúp đỡ các em. Là bởi vì bây giờ các bác đã hỗ trợ được, nếu như tính cả cái khoản anh vừa trao cho em nữa là được hơn 20 triệu một xíu rồi, đúng không? Và bác đấy khi mà xem được video, bác sẽ có kế hoạch bàn bạc với anh để bác ấy giúp đỡ, là thêm kinh phí, ít nhất là bác cũng sẽ hỗ trợ mình khoảng 20 triệu rồi. Đây là anh nói tiết lộ luôn là như thế, là mình sẽ có khoảng 40 triệu. Đấy. Đương nhiên là anh sẽ không bao giờ giúp các em mà lại bắt các em đi gánh nợ, là à tao đến rồi thì bây giờ chúng mày phải đi vay khoảng 40-50 triệu về làm. Anh sẽ không làm cái điều đấy. Bởi vì như thế là đang đưa các em vào cái thế gánh nặng. Thì mình có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu thôi. Đấy, có tiền ít mình làm phần thô, đủ thì mình làm cả chát chi sơn hoặc lát gạch, đúng không? Đấy. Thì trước mắt là anh cứ đưa cái câu chuyện này lên để cho quý khán giả cũng như là bác ấy lắng nghe được, là vợ chồng mình sẽ có cái hướng là làm, có đất làm, vị trí làm. Và trong kế hoạch thì về cái tuổi thì anh cũng nói rồi, có thể là mình làm năm nay nhưng mà mình chưa vào ở chẳng hạn, đúng không? Đến năm đấy mình bắt đầu mới cúng vào ở, ra tiên vào ở thì cũng chả ảnh hưởng gì. Đấy, cũng như các chương trình của nhà nước thôi, là năm nay nhà nước cho bắt buộc là phải làm, năm sau người ta lại phải cho người khác rồi, xét cho người khác rồi. Nên là năm nay mình không làm mình mất cơ hội, mình làm mình để đấy, xong đến khi nào mình đến tuổi đẹp ngày đẹp mình bắt đầu lấy thầy cúng về, mình cúng ra tiên để ở là cũng chả sao. Đấy, coi như bây giờ mình thầu một người nào đấy đứng ra làm đi, mình không liên quan gì đến nhà đấy. Đó, thì kế hoạch là như vậy. Thì cháu Hiệp cũng chia sẻ, trước nhất là cháu Hiệp chân thành cảm ơn các cô chú anh chị nhà hảo tâm đã có những cái số tiền nhất định được gửi tới hai vợ chồng của em Ly và em Quân. Thì trong tần số cái thời điểm mà cháu Hiệp ghi hình ấy, thì danh sách các nhà hảo tâm chỉ có như vậy. Còn có các bác nào gửi thêm mà chưa thấy tên thì có thể sẽ cập nhật ở trong những cái video tiếp mọi người nhé. Do vậy là một lần nữa chân thành cảm ơn các cô các bác, ông bà đã có quà, quần áo, bánh kẹo, rồi là có số tiền lớn như thế này gửi tới vợ chồng của em Quân. Tại vì là cháu Hiệp có cái điểm tựa là một bác, một chú đồng hành với cháu Hiệp, có trao đổi trực tiếp là sẽ hỗ trợ hai hoàn cảnh trên kênh của cháu Hiệp để mà có nhà đón Tết. Do vậy là cháu Hiệp mới lên bàn kế hoạch với hai vợ chồng là như thế. Thì cái cách làm, kế hoạch làm cũng sẽ như vừa nói thôi, là tiền đến đâu mình làm đến đấy. Mình không đòi hỏi làm quá sang xịn mịn, cao to làm gì cả, mà quan trọng bây giờ là có cơ chỗ ở kiên cố để mình yên tâm đi làm. Bây giờ có nhà rồi, bà có thể tự nấu nướng, tự chăm sóc cho các con ở, đỡ đau ốm, đỡ phải lo là mưa gió, bão bùng. Là vợ chồng em đi làm cũng thoải mái cái tư tưởng, đúng không? Đấy. Còn nếu mình muốn xây cao, xây to nhà tầng như họ thì đời mình còn dài, mình còn sức, còn trẻ. Chẳng qua là bây giờ là không may là em bị gãy chân như thế thì cả cái một cái trụ cột gia đình, một cái kinh tế là đều dồn hết vào vợ em. Đâm ra là các bác thương, các bác giúp đỡ là như vậy. Thì số tiền anh giữ vẫn là như thế nhé. Anh tất cả những ai gửi tiền anh sẽ bắn lên cái video kìa. Bọn em có thể tự cộng, tự biết là anh còn giữ bao nhiêu những ai gửi tiền cho mình.
nhớ chưa? Và anh đã trao những bao nhiêu rồi? Thì bây giờ anh hỏi em Quân xíu là với cái số tiền đấy thì em sẽ sử dụng như thế nào? Số tiền 5 triệu anh vừa trao, 5 triệu 2 đấy. Em sẽ có kế hoạch gì với số tiền đấy? Em sẽ có kế hoạch là dùng để làm nương hoặc là làm sửa nhà cửa trên này để cho nó tiện lợi hơn để năm nay đón Tết. Sửa sang nhà cửa để đón Tết này. Rồi là làm nương thì là mình để chuẩn bị giống đúng không? Giống với phân đạm các thứ. Đấy. Rồi gì nữa? 5 triệu đấy không phải ít đâu, mà cũng không phải quá lớn đâu. Vâng. Thì nếu mà năm là để làm ruộng, nương thì em phải cố gắng để có tiền mua phán đạm các thứ để cho để làm để mình là làm ruộng làm nương để lấy cái lương thực ăn đã đúng không? Vâng. Anh thì anh sẽ không chỉ định các em sẽ phải sử dụng tiền như thế nào đâu, mà các em đây là số tiền của cô Nancy Vũ, cô ở bên nước ngoài. Vâng. Nhé. Vâng. Cô đã đồng hành với anh rất nhiều rồi. Đấy, thì bây giờ anh đã trao tiền tới các em rồi. Có anh Tuấn Lê nữa cũng muốn là trao trực tiếp cho em. Tuy nhiên thì anh trao cho em một cái số tiền hơn 5 triệu cũng là rất là lớn rồi. Thì cái số quỹ còn lại anh muốn giữ là gom góp thêm. Nếu có bác nào gửi thêm thì mình sẽ gom góp lại để khi mà mình quyết định làm nhà thì mình sẽ có thêm kinh phí. Đấy, đương nhiên là khi mà anh chi cái gì, ví dụ anh mua gạch bao nhiêu anh cũng sẽ có bảng kê hết, chứ anh cũng không có ăn 1.000 nào của các em đâu. Nên là cứ yên tâm. Đấy. Em sẽ tin tưởng vào anh và đã giúp đỡ em. Em sẽ tin tưởng. Thì làm sao thì làm. Số tiền 5 triệu 2 thì em sẽ sử dụng một cách hợp lý. Nhưng mà trước nhất anh nghĩ thế này. Em cố gắng mua ít thực phẩm về để cả gia đình ăn, 1-2 cân thịt hay là trứng, cá, mắm các thứ để cải thiện cho gia đình mình đã. Cái đấy là cái trước nhất. Có thực mới vượng được đạo, là có sức khỏe đã. Đúng không? Thì mình mới đi làm nương được, chứ còn bây giờ mà không có sức khỏe thì có mà làm cái gì. Rồi là nếu mà quần áo các con thì các bác gửi còn thiếu, mình có thể là mình mua cho mẹ 1-2 cái áo ấm, hoặc là mua cho các con mũ tất để đi học đã. Đấy, còn mình lớn thì mình có tuổi trưởng thành, mình có thể mình chịu đựng giỏi hơn, thì mình có thể mình hy sinh mình cho con cho mẹ già đã, đúng không? Vâng. Đấy, cái quan trọng nhất vẫn là lo những cái thiết thực nhất, mua mắm, mua muối, mua ít thực phẩm về. Nhưng mình cũng không đồng nghĩa là mình cái chỗ đấy mình mua thịt ăn hết, mình vẫn phải có một cái sự tái tạo. Hoặc là em có thể em mua 1-2 con lợn về, hoặc là mua 1-2 con ngan về để mình tự chăm chẳng hạn, để mình có sự xoay vòng. Nhá. Đấy là anh gợi ý thôi. Bây giờ thì đã tâm sự cũng như là đã chia sẻ qua những cái nội dung chính trong cái video này. Thì bây giờ sẽ nhường lời cho hai vợ chồng để có những cái lời cảm ơn gửi tới các cô chú anh chị nhà hảo tâm đã gửi tiền, gửi quà cho mình nhé. Nào, để Ly nói trước xem nào, em cầm mic đi. Vâng. Thiên em thay mặt gia đình em cảm ơn các cô chú bác, các nhà hảo tâm đã có tấm lòng để mang quà và ít tiền cho cháu. Cháu rất cảm ơn. Cháu cảm ơn các bác, các cô chú và các nhà hảo tâm rất nhiều. Rồi, nào đến lượt em Quân nào. Vâng. Cháu cảm ơn các bác và các anh chị và các ông bà đã giúp đỡ hoàn cảnh của con. Con cảm ơn các chú, các cô và các bác. Cháu rất là cảm ơn. Cảm ơn anh Hiệp. Có anh Hiệp, nhờ có anh Hiệp thì mình mới... Cảm ơn anh Hiệp và nhờ có anh đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh và gia đình khó khăn của em. Em cảm ơn anh Hiệp ạ. Rồi, cảm ơn các em. Thì cháu nhiều thông tin tới mọi người là như vậy. Hy vọng rằng là đợt sau anh vào, thứ nhất là anh sẽ có nhiều quà hơn, thứ hai là sẽ có nhiều cái tin vui lớn hơn tới hai vợ chồng nữa.
Tuy nhiên thì để có được điều đó thì phụ thuộc rất nhiều vào cái sự chung tay của cộng đồng cũng như là các nhà hảo tâm, cô chú anh chị và mọi người. Ngoài ra hiện tại thì cháu Hiệp cũng đang kêu gọi cũng như là chia sẻ hoàn cảnh của em Chứ. Có ba con thì hai con mất rồi, vợ thì bỏ đi và nhà thì bị cháy, em Chứ thì bị tật đau ở hai cái chân này, cũng không làm được gì nhiều, tay trắng. Vậy là mọi người có xem được video này thì cũng có thể ghé link cháu Hiệp để dưới phần bình luận để vào xem ủng hộ cho hoàn cảnh của em Chứ nữa. Thì trước khi kết thúc video này thì anh chúc em Ly là sớm khỏe lại cái chân để làm sao là trụ cột chính của gia đình, kinh tế mình có thể là mình đi làm vững cho chỗ dựa cho cả mẹ và các con, vợ nữa nhé. Thì thứ hai là cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mẹ của các em. Hôm nay đến cũng không gặp mẹ thì cũng không biết nói thế nào. Thì mẹ đến thì cứ trao đổi là có anh Hiệp đến và như thế này để cho mẹ yên tâm, là mẹ cũng lắng nghe được là cũng có các bác hỗ trợ, là cũng được từng đấy. Thì mấy mẹ con cứ bàn với nhau xem là kế hoạch làm nhà như thế nào. Có thể mình chỉ đủ gạch mình dựng lên cũng được, mình lợp bờ lô. Nếu mà trường hợp xấu nhất chẳng hạn không có đủ kinh phí để mà lợp bờ lô, chẳng hạn anh có thể anh trích ra 4-5 triệu để anh hỗ trợ bọn em là 5-60 tấm bờ lô để lợp mái là bình thường nhé. Nên cứ trao đổi với mẹ là như thế. Thì cuộc sống còn rất là dài, sau này có thể là mình còn gặp nhau rồi có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống rất là nhiều. Thế nên là sự hiện diện của anh, sự xuất hiện của anh và sự giúp đỡ của các bác thì luôn luôn là mình ghi nhớ và mình luôn luôn biết ơn, và mình có thể là mình sẽ lan tỏa những cái sự tích cực như thế đến với nhiều người khác nữa. Đấy, thì các em cứ cố gắng trong cuộc sống. Mình mà làm cật lực thì chắc chắn ông trời sẽ không bao giờ để mình thiệt đâu. Mình cứ cố gắng thì chắc chắn mình sẽ đạt được những cái gì mà mình mong muốn thôi. Còn bây giờ thì cũng muộn rồi thì anh xin phép là anh đi về đây. Hai vợ chồng cứ bảo ban chăm sóc nhau nhé. Đấy, có vấn đề gì thì cứ trao đổi với anh giúp đỡ được gì thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức nhé. Đấy. Hẹn gặp lại quý khán giả và mọi người trong những thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, chúc mừng nhá, bắt tay Ellie cái nào. Thanh niên này rất là hiền, rất là trầm. Thôi cố gắng khỏe lại đi rồi làm gì thì làm nhé. Vâng. Rồi, đi, anh đi về đây nhé. Vâng, anh đi về cẩn thận nhé. Rồi, chào các bạn nhé, bác đi về đây. Chào bác đi con. Con chào bác chưa? Con chào bác. Rồi. Con chào bác. Rồi, bạn bác Tú đâu? Chào bác chưa? Nhanh. Rồi, chào Tú nhé, bác đi về đây.